Xin chào quý vị các bạn. Thưa quý vị các bạn, sau nhiều ngày nồm ẩm ướt át khó chịu thì trưa chiều nay, những tia nắng ấm áp đã xuất hiện trở lại tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ bao gồm Hà Nội. Thời tiết khô ráo rất thuận lợi cho sinh hoạt của người dân. Có điều này là do vùng hội tụ gió gây mưa ở trên cao đã lướt nhanh ra phía biển và thay vào đó là hoạt động của trường gió Tây Bắc khô nên toàn khu vực giảm mưa nhanh, thời tiết chuyển tạnh ráo và chuyển nắng với mức nhiệt trong trưa chiều nay tăng lên ngưỡng là 22 đến 24 độ, có nơi còn trên 25 độ. Trong đêm nay và ngày mai thì trạng thái ít mây vẫn tiếp tục được duy trì ở khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên do trời quang mây nên sẽ khiến cho hiện tượng phát xạ nhiệt về đêm diễn ra mạnh mẽ. Nhiệt độ thấp nhất trên toàn khu vực sẽ giảm sâu, xuống ngưỡng chỉ còn từ 13 đến 15 độ. Riêng các tỉnh vùng núi, nhiệt độ có thể giảm xuống mức dưới 12 độ, trời rét đậm. Sang ngày mai, khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn ổn định dần. Những luồng khí lạnh không còn bổ sung xuống nước ta nữa, mặt đất lại được sưởi ấm từ bức xạ mặt trời, do vậy nhiệt độ trưa chiều sẽ lại tiếp tục tăng cao. Tại các tỉnh như là ở tại Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, ở tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, nhiệt độ sẽ phổ biến ở ngưỡng là 24 cho đến 25 độ. Còn ở tại Lai Châu, Điện Biên thì nhiệt độ là từ 24 đến 28 độ. Thời tiết sẽ khá thích hợp cho các hoạt động vui chơi diễn ra ngoài trời trong ngày thứ Bảy. Do không khí lạnh suy yếu nên trường gió Đông Bắc trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ cũng hoạt động yếu dần. Do đó những cơn mưa cũng giảm xuống. Trong đêm nay và sáng mai, mưa chỉ còn tập trung tại các tỉnh, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi ở mức độ rải rác. Tuy nhiên đến trưa chiều thì mưa sẽ giảm xuống chỉ còn diện vài nơi. Mưa giảm, nắng lại nhen nhóm xuất hiện trở lại khiến cho nền nhiệt độ trong ngày mai tại các tỉnh Trung Bộ sẽ tăng dần lên. Các tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ sẽ duy trì ở mức là từ 21 đến 24 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là từ 22 đến 25 độ. Khu vực có nền nhiệt độ cao nhất vẫn là các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, với mức nhiệt sẽ phổ biến là từ 28 cho đến 31 độ. Nhờ sự khuếch tán xuống phía Nam của khối không khí lạnh khiến tình trạng nắng nóng tại các tỉnh Tây Nguyên đã chấm dứt hoàn toàn. Ngày hôm nay không còn điểm nào có nền nhiệt độ vượt quá 32 độ. Tuy nhiên từ ngày mai thì khối khí lạnh bước vào quá trình ổn định dần nên nền nhiệt tại Tây Nguyên sẽ có xu hướng tăng nhẹ trở lại, phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 36 độ. Nằm xa hơn về phía Nam nên thời tiết ở các tỉnh thành Nam Bộ gần như không chịu tác động nhiều của khối khí lạnh phương Bắc. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ở tại Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, ít mưa, ngày nắng. Biên độ nhiệt ngày đêm hầu như không thay đổi, phổ biến là từ 22 cho đến 35 độ cho các tỉnh miền Tây và từ 23 cho đến 36 độ tại các tỉnh miền Đông. Tình trạng nắng nóng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn còn tiếp diễn. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên ngày hôm nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ đêm nay trở đi, gió sẽ hoạt động yếu dần. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực giữa Biển Đông, ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, thời tiết không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của VTC14. Chúc quý vị có buổi tối nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.